nghỉ à. Giờ kêu đi bộ đi cũng nổi rồi. Trời ơi Ken nè, Ken làm quen nhanh ghê không kìa đó, vô gặp mấy anh lụm liền luôn kìa. Ghê chưa, ghê chưa, anh hai thấy chưa, Ken này làm quen với mấy anh nhanh lắm. Wow, ê nó nghe nè, tụi nó đem máu mưa tới kịp không vậy? Con nghi chắc 50-50 rồi đó. Khi nó đem máu tới là mẹ ướt chèm nhẹp rồi. Ồ, mấy anh phòng cháy chữa cháy nữa kìa. Ồ, ôi nhiều lắm, phòng cháy chữa cháy, công an giao thông, công an hình sự. Trời đủ cũng lai giùm nội ơi. Chú đó giận. Ai? Chú đó nhìn cười. Cười. Ui da, trời ơi. Con cầu lên nóc thủy. Chút xíu đi cô chia sẻ cho. 5.000. 5.000. Tiền mạng. Cho bọc đựng A tút nha, 5.000. Trả nè. Leo lên những cái nóc thủy, trên đó là cái nhà lễ lớn mà không lên được. Nếu đông ai... lắm, chút xíu nữa có múa rồng nhiên. 6 giờ hả Bi? 6 giờ mới làm lễ phải không Bi? Bi, dạ. 6 giờ phải không? Mà còn mấy người mất gỗ quá trời. Ai? Mấy anh phòng cháy chữa cháy. Hi, hello, mấy anh phòng cháy chữa cháy. Hi, hello. Giờ này mấy giờ rồi? Giờ này 4 gữ rồi con. 4 gữ, 5 giờ, 6 giờ gán đi nhanh lắm. Mà mẹ đang sợ là ngoài đó là dầm mưa nè, ướt nè. Đạo cao đài, đạo cao đài. Đông lắm, rất là đông. Cái gì đó, trên kia. Chùa cho anh Vinh. Chùa cho anh Vinh. Cái trên kia kìa. Ông này chắc cũng lớn. Người ta đi bộ á. Mấy thằng đó, đông vậy đó. Thôi bán này. Thế nào? Một thập niên là 10 năm. Thân quá trời. Ngày chùi cái cam nó bị mờ. Chùi bằng áo, chùi cái tay mờ nhăn đôi. Không muốn là cao rồi. Đâu? Là cao. Đó. Mũi chưa? Mới có mặt thôi à. Kìa đi bộ kìa. Còn mấy bạn? Đó. Trời ơi màu xanh kìa. Ai cô bốn mắt mà cô còn thấy nha con. Trời ơi cái thằng nó mặc cái món có một bình nó mặc bộ đồ cái bộ đồ mờ. Đồ đỏ dữ luôn á. Mẹ ở đâu mắt đỏ đó mẹ. Bị đau mắt đỏ rồi gì? Không mẹ đang mắt kiến rồi không sao yên tâm. Với lại không si dê gì đâu con. Không kỳ thị dữ vậy. Lớp con bị hết luôn mà con ngồi nói chuyện luôn. Bình thường nó chỉ là qua cái đường nước bọt thôi con chứ nhìn không ấy. Nhìn cũng lây nha. Đừng nhìn. Yên tâm đi. Luồng gió này cỡ nào không bị hết. Gì vậy mẹ? Cùng anh nữa. Kiến Nguyên hỏi trời bị chưa? Vâng, chuyến này chắc không bị đâu mày. Cùng mày miếng thì mày bị luôn. Trời ơi thì ơi, chuột cho kìa quần áo dơ hết con. Ồ đông quá. Quá quá trời luôn. Phải lồn phải vào từ dưới từ bỏ công lên tới đây hết luôn. Chí nãy mua thêm gói được rồi. Giờ ở đây ai đâu bạn? cái chỗ nào người ta bán nước ta bưng bưng ta coi đi đỡ đi không mà số rồi xong rồi Ken cái chừng té nha con ngồi đàng hoàng nha con nằm đi qua tới rồi một cái xe nó rớt cái mặt con cái từ tới rồi cây nhỏ xíu lắm sao mà mưa ở dưới bộ công dưới luôn à tao nghĩ ở nhà chút mưa ngồi trên đây để mình có mưa rồi, dưới đáy. Đáy bấm được luôn đi. Bấm được mà con. Và nó cây này nhẹ. Đá cũng chết.
leo lên nóc khỉ ngồi luôn, leo lên nhà khỉ ngồi luôn, ghê ghê chưa. Đi rồi. 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 Má năm nào cũng lần, năm nào Đồng Nai cũng mưa hết trời. Tại đâu ở chờ ở ngay thằng ở nhà nó cũng mưa rồi. Mở số này. Mấy số này mấy số này. Để cho biết cái đó là cái nào của em. Nằm cái đầu đó chứ. Đó hết rồi. Cũng mưa rồi. Đèo của ta đổ bộ luôn. Dưới mình có để bớt để tiền vậy. Không có đem sao? Mấy thằng bán vé số cũng ghê gớm. Móc lẹ. Cũng có vỏ hai ngón. Đây 4 tờ mua 6 tờ nè. Chia thằng tờ đi. Khỏi mày, nói xem chúng mua rớt khẻ rồi. 4 tờ được rồi. Rớt lắm. Rớt đầy. Biết cái rớt đầu. Gió thôi. Thêm một chút nữa làm lễ.